Kính thưa quý vị, hiện tại thì mình đang có mặt tại quán bánh xèo của nghệ sĩ Kim Thoa Tiểu Linh. Quý vị mình muốn ăn bánh xèo thì có thể đến ủng hộ quán từ khoảng 11 giờ trưa cho đến 6-7 giờ tối. Ngoài ra thì sau cái khoảng thời gian đó thì tầm khoảng 8 giờ đêm thì sẽ có cái chương trình hát với nhau tại phòng trà, cũng tại cái quán bánh xèo này luôn. Thì mình sẽ có cái chương trình hát với nhau vào ban đêm. Quý vị mình yêu thích, muốn đến giao lưu để ca hát thì cũng có thể đến đây để tham gia vào cái chương trình hát với nhau hàng đêm tại quán bánh xèo tại địa chỉ số 77B Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mọi người đến đây để tham gia cái chương trình hát với nhau hàng đêm á, mình cũng có thể vừa ăn bánh xèo, bánh khọt rồi cũng có thể là vừa tham gia vào cái chương trình hát với nhau. Và mình sẽ cho các bạn xem một số hình ảnh tại cái phòng trà ban đêm khi mà chương trình hát với nhau bắt đầu. Thì sẽ có setup sân khấu, rồi mình có thể là ngồi ở phía dưới, mình có thể dùng nước hoặc là có thể gọi những cái món ăn, hoặc là mình có thể dùng bánh xèo bánh khọt tùy thích, rồi sau đó mình tham gia đăng ký để mà mình hát với nhau giao lưu. Và sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem một vài trích đoạn cũng như là một vài bài hát mà nghệ sĩ Kim Thoa Tiểu Linh cùng với Tiểu Linh cũ đã hát phục vụ hoặc là hát song ca với quý khách đến tham gia chương trình tại quán vào tối đêm qua 17 tháng 5 2023. Thank you.
thấy. Thank you.
Tình yêu đúng là tội.
tội, ăn cơ tội, tớ đã làm quá ta đau khổ. Ta nói ra thì các ngươi phải chọn một trong hai tình sao đây để không bận hờn mối tình cãi nhau. Một là ta về quê cũ một mình, hai là một nhân tiếp tục tự hành. Có gì đâu mà nhà mùa xuân còn mong thấy mùa xuân đã.